nhiệt chào mừng quý vị các bạn và các em đến với chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong các vụ hỏa hoạn thì trẻ em thường dễ trở thành những nạn nhân đầu tiên bởi các em chưa biết cách thoát hiểm trong các đám cháy. Chính vì vậy mà trang bị các kiến thức, các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em là rất quan trọng và cần phải được làm thường xuyên, liên tục. Chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên là một chương trình chuyên cung cấp các kiến thức về các kỹ năng cho các em học sinh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mang đến cho các bạn nhỏ ở đây một số các kiến thức cơ bản về các kỹ năng để xử lý tình huống khi mà chúng ta gặp hỏa hoạn với chủ đề mang tên Cách xử lý an toàn khi gặp hỏa hoạn. Đến tham dự chương trình Nào Cùng Đi ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía Công an tỉnh xin được trân trọng giới thiệu Đại úy Phạm Hồng Đăng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh để người chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Tập đoàn EcoPark xin được trân trọng giới thiệu ông Lại Xuân Tùng, Tổ trưởng Tổ Phòng cháy Chữa cháy Công ty Cổ phần Tập đoàn EcoPark. Về phía Trường Phổ thông Liên cấp Edison xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Edison. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Hồng Duyên, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Edison. Chương trình của chúng ta còn có sự góp mặt của đông đảo các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường phổ thông Liên cấp Edison. Và không để quý vị và các bạn chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta cùng đồng một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai đội chơi đến từ trường phổ thông Liên cấp Edison. Chào tất cả quý đại biểu và các bạn học sinh ở đây và các bạn đồ chơi. Và để thể hiện được độ nguy hiểm của ngọn lửa và tên nhóm mình đích thị là Khét Lèn Lẹt. Khét Lèn Lẹt. Nhóm mình gồm tôi, Nguyễn Gia Hiển, đội trưởng. Con là Nguyễn Anh Vi ạ. Con là Nguyễn Thị Tùng Anh ạ. Và sở thích của nhóm tôi là xem truyền hình và được xem YouTube ạ. Thế thì tinh thần của chúng ta hôm nay đến với chương trình Nào Cùng Đi như thế nào? Nơi con là tự tin và chiến thắng ạ. Vâng, tự tin giành chiến thắng. Và các bạn đã lựa chọn với cái tên của đội mình đó là Khét Lèn Lẹt. Thì không hiểu lý do gì mà các thành viên của đội lại lựa chọn tên Khét Lèn Lẹt. Nghe có vẻ như là rất là liên quan tới hỏa hoạn đấy đúng không ạ? Dạ, tại vì kiểu như là bọn con muốn cho nó một cái tên thật chiến. Với cả là Khét nó cũng kiểu như là liên quan đến những đám cháy, kiểu như sẽ biểu thị được cái độ nguy hiểm của đám cháy ạ. Và chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho đội Khét Lèn Lẹt nha. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục làm quen với đội Ba Chị Em Siêu Nhân. Xin chào tất cả mọi người, chúng tớ là Ba Chị Em Siêu Nhân. Mình là Siêu Nhân Xanh Hà An đến từ 8B2. Mình là Siêu Nhân và Nguyễn Kỳ Nhi đến từ lớp 7B2. Mình là Siêu Nhân Đỏ Phạm Phú Hào đến từ lớp 6A3. Gần đây thì chúng mình đã được nghe đến rất là nhiều vụ tai nạn, trong đấy thì hỏa hoạn chiếm phần trăm khá là lớn. Nên là chúng mình lấy cái tên này thì mong rằng là có thể cứu mọi người ra khỏi đám cháy. Hôm nay thì mình mong được học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn về phòng cháy và chữa cháy. Đối với chúng mình thì thắng thua không quan trọng. Chúng mình đến đây để cùng mọi người tìm hiểu về phòng cháy và chữa cháy. Và chúng mình sẽ cố gắng nhất có thể, còn nếu mà thắng được thì tốt ạ. Đó là tinh thần của Ba Chị Em Siêu Nhân. Và bên kia thì các bạn cũng đã nói về sở thích của mình rồi, thì không biết được rằng sở thích của Ba Chị Em Siêu Nhân là gì vậy ạ? Của con là chơi bóng rổ và bóng đá. Sở thích của con là bơi ạ. Con thích nhạc và đồng thời cũng thích làm siêu nhân ạ. Đồng thời cũng thích làm siêu nhân ạ. Ba thành viên của Ba Chị Em Siêu Nhân mỗi người có một sở thích khác nhau và một sở trường đúng không ạ? Và lát nữa thì chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó trong các cái phần thi. Vậy thì xin hỏi hai đội chơi là trong cuộc sống hàng ngày thì đã bao giờ mà các bạn thấy đám cháy trực tiếp chưa? Con đã từng chứng kiến một đám cháy ở gần nhà con ạ. Và con đã sơ tán gia đình ra xa đám cháy và kêu gọi người dân giúp đỡ. Vâng, rất là tốt. Còn đối với Ba Chị Em Siêu Nhân thì sao? Các bạn đã từng chứng kiến đám cháy nào chưa? Con cũng đã từng chứng kiến một đám cháy. Nó nổ một cái đám cháy thì lúc đấy con cũng có để ý là có người gọi 114 rồi, nên là con cũng bảo bạn con chạy luôn. Chạy luôn.
MC muốn hỏi thêm các bạn rằng ở trường của chúng mình thì cũng đã trang bị các cái thiết bị, các cái dụng cụ để phòng cháy chữa cháy hay chưa? Rồi ạ. Nếu như mà chẳng may mà có một cái hỏa hoạn tại nơi đây thì dễ nhất bình như thế này đúng không ạ? Thì chúng ta có biết cách sử dụng hay không? Con nhớ mang máng nhé, con nghĩ là đến lúc đấy thì con sẽ lần mò ra được cách để dùng nó. Nhưng mà sợ rằng là khi mà chúng ta trong quá trình nghiên cứu chưa xong thì đám cháy đã cháy xong rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Rồi, còn khách lẻ lẻ thì sao ạ? Con thưa cô là con thấy rằng là trường mình đã trang bị đầy đủ các thiết bị là để phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn cho những học sinh ạ. Vậy thì bạn có biết nó sử dụng các thiết bị, các phương tiện này không? Nếu con không nhầm thì mình sẽ phải rút chốt của cái bình cứu hỏa ra và mình sẽ bắt đầu phải bóp cái tay nắm để cho cái khói carbon dioxide là nó sẽ ra từ cái ống kia. Qua phần làm quen vừa rồi thì hai đội khách này lẹt và ba chị em siêu nhân cũng đã có những cái hiểu biết nhất định về công tác phòng cháy, chữa cháy rồi. Tuy nhiên đó có đúng hay không và chúng ta cần phải trang bị thêm những kiến thức nào đó thì ngay chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và ngay bây giờ thì xin được hỏi là hai đội đã sẵn sàng ba các phần thi trong chương trình ngày hôm nay chưa? Rồi ạ. Vâng, và tất cả ekip cũng đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy nào cùng đi. Chào mừng quý vị các bạn và các em, chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là phần khám phá. Ở phần khám phá này, chương trình sẽ đưa ra các tình huống và nhiệm vụ của hai đội, đó là chúng ta sẽ quan sát tình huống. Sau khi quan sát xong sẽ có một câu hỏi dành cho hai đội và hai đội sẽ có 30 giây để chuẩn bị và trả lời cho tình huống mà ban tổ chức đưa ra. Và mỗi một câu trả lời chính xác các bạn sẽ giành được 10 điểm. Ở phần thi khám phá này, chương trình xin được trân trọng giới thiệu có Đại úy Nguyễn Khắc Đạt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên sẽ giúp chúng ta đánh giá và cho điểm các phần thi của hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên. Did you know I have damage? Đáng nghe tao mua thêm hai bộ kính đúng cho anh. Em mày, tao tưởng là không có vitamin trong mắt cơ. Ai vậy? Có rất nhiều. Cái đợt cậu rồi đấy, đi nhanh lên. Đấy, cậu cẩn thận, không tao sút cậu đi chuồng đấy. Tớ sợ quá cơ, cậu muốn hỏi thì sút đi xem nào. Ui, có hai rồi này. Nhưng mà tớ sắp ăn được rồi. Trời ơi, để tớ cho mà xem này. Đấy, ba lần, thắng rồi nha. Hơn có một cái. Trời ơi, các cậu tự tin quá nhỉ, tớ sắp sút cậu về chuồng hết rồi. Thôi, các cậu cứ về chuồng với nhau đi, tớ sắp thắng đến nơi rồi đây này. Ê, các cậu. Các cậu ngửi cái mùi gì không? Mùi gì? Mùi gì? Cái mùi gì nó khét khét ý. Không, tớ chẳng thấy mùi gì cả. Hãy cứ tưởng tượng ra. Không phải. Hay sáng nay cậu không ăn sáng? Hay là phải. Có mùi khét thật mà. Nó không có mùi khét khét, có mùi khó chịu ý. Chắc là nhà bên đang mở tiệc thịt nướng. Không phải, nó có mùi khét thật mà. Này, trong đội mình ấy có 6 đứa thì cả 5 đứa đều không ngửi thấy mùi. Có mỗi cậu ngửi thấy mùi thôi. Chẳng nhẽ mỗi một tớ bị điếc à? Bực thật đấy, tớ đã nói là có mùi rồi. Tớ giao cho các cậu xem. Ra đi. Có ai ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ? Các cậu ơi, ở ngoài có cháy rồi. Đâu nào, không được, ở ngoài nguy hiểm lắm. Đâu ra không, nhưng mà không ra ngoài thì làm sao mà đi được. Nhưng mà ở ngoài đang nguy hiểm mà. Bây giờ phải làm sao? Vâng, vừa rồi thì hai đội của chúng ta đã được quan sát tình huống đầu tiên và câu hỏi dành cho hai đội như sau. Căn cứ vào những dấu hiệu nào để nhận biết một nơi đang xảy ra đám cháy? 30 giây suy nghĩ và trả lời dành cho hai đội bắt đầu. Hết giờ. 30 giây dành cho hai đội đã hết rồi ạ. Và bây giờ xin mời phương án trả lời của hai đội ạ. Xin mời đội khách lẹt lẹt. Con thưa cô và thưa chú, đội bọn con là có 3 ý kiến. Đầu tiên là để nhận biết một đám cháy thì mình sẽ nhận biết rằng là sẽ có mùi khét của đám cháy đó. Và thứ hai là nhiệt độ sẽ tăng theo một cách bất thường. Và cuối cùng là không khí xung quanh mình sẽ cảm thấy tối màu đi ạ. Vâng, đó là 3 ý kiến đưa ra cho cái tình huống vừa rồi của đội khét lẹt lẹt. Còn đội ba chị em siêu nhân thì thế nào ạ?
Còn ý kiến của bọn con cho rằng thì khi mà có cháy thì thường là sẽ có khói đen và đồng thời là mùi khét. Mọi người có thể nghe thấy tiếng những người xung quanh đang hét hoặc là hô cháy để báo mọi người sơ tán. Đồng thời thì cũng như là bên kia thì nhiệt độ nó sẽ nóng một cách bất chợt và có thể trong có một số trường hợp cháy thì sẽ có tiếng nổ nữa. Vâng, đó là những ý kiến trả lời của hai đội. Xin mời đại úy với các đạt ạ. Kính thưa các vị, đại diện của nhà trường cũng như toàn thể các em học sinh, câu trả lời của hai đội là dấu hiệu thứ nhất là mùi là chính xác. Cái thứ hai là cái dấu hiệu nhận biết của một đám cháy, đó là một cái dấu hiệu rất đặc trưng, đó là chính là khói. Và màu của các cái khói này chính là dấu hiệu đặc trưng của các cái chất cháy có ở trong đám cháy. Một số các cái màu mà chúng ta thường thấy trong đám cháy, ví dụ như là chúng ta thấy cái màu khói trắng, ở đây chính là những cái chất cháy nó đang bị ẩm. Thì thông thường là cái độ ẩm nó tăng cao và nó bốc lên thì thường có cái khói màu trắng và nó có cái dưới dạng sương mù. Cái thứ hai là khói màu đen, đó chính là những cái chất và những cái vật liệu mà bên trong nó có chứa nhiều hàm lượng carbon cao. Khi mà nhiệt lượng nó đốt cháy và những cái chất carbon này nó không cháy hết thì các cái sản phẩm cháy nó là có cái khói màu đen. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta thấy được là xăng dầu, nhựa. Cái thứ ba nữa là khói màu xám thì chúng ta có thể là phân biệt chất cháy ở đây đó là các cái chất ví dụ như là gỗ, rơm, giấy. Ngoài ra ấy, thì trong đám cháy còn xuất hiện những cái khói có các cái màu khác, ví dụ như là màu vàng, màu nâu, thì ở đây đó là bên trong các cái chất cháy này nó có chứa các cái hợp chất hóa học, ví dụ như là lưu huỳnh và nitơ. Trong đám cháy thì một trong những cái dấu hiệu nữa đó là chính là xuất hiện những cái ngọn lửa. Ngoài ra thì chúng ta có thể phát hiện được dấu hiệu của một đám cháy bằng những cái tiếng nổ. Thì trong cái câu hỏi này đội khét lèn lẹt là 9 điểm, đội ba chị em siêu nhân là 10 điểm. Chúng ta cùng chúc mừng cho cả hai đội với tình huống đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Ê, để ra cho cửa ra cho xem sao. Không được, ở ngoài đó nguy hiểm mà. Bây giờ phải làm sao? Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi. Ở ngoài kia ấy, có nhiều nước lắm, có cả xô nữa đấy. Ra lấy đi. Okay. Không được, sao lấy nước? Sao không được lấy nước? Bây giờ mà không lửa to này không lấy nước thì sao mà thoát ra được? Nếu lửa lan vào đây thì sao? Mày cứ lấy nước đi. Rồi đấy. Không được, tôi bây giờ không lấy nước thì dập lửa kiểu gì? Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng lấy nước được. Sao các cậu cứ bảo là không được lấy nước đấy nhở? Lửa thì phải lấy nước để dập chứ. Bây giờ chẳng nghe để lửa lan vào đây à? Đúng rồi đấy, kiểu cứ đứng trong này cãi nhau cũng chả làm được gì. Ra ngoài lấy nước thì có phải hơn không? Nội dung câu hỏi ở tình huống 2 dành cho hai đội như sau. Khi chưa biết nguyên nhân gây cháy, có nên dùng nước để dập lửa hay không? Vì sao? 30 giây bắt đầu ạ. Hết giờ. Xin mời hai đội đưa ra đáp án của mình. Xin mời đội khét đại lẹt. Con thưa cô là mình sẽ có tổng cộng là hai lý do để mình không nên dùng nước nếu mình chưa biết đám cháy nó như thế nào. Thứ nhất là mình không dùng là tại vì là lúc dùng thì lửa nó có thể khiến nước nó sôi lên. Hoặc thứ hai là mình chưa biết là lý do mà đám cháy bùng phát lên là có thể là do xăng hoặc dầu. Thì nếu mình dùng nước thì nó có thể là phản tác dụng và nó sẽ khiến lửa bùng cháy to hơn ạ. Và bây giờ thì xin mời đội ba chị em siêu nhân. Bọn con cũng cho rằng là không nên dùng nước lúc mà cháy. Tại vì có thể là nếu mà cháy do xăng thì nước có thể làm cháy to hơn. Đó là ý kiến trả lời của hai đội ạ. Xin mời đại úy với các đạt ạ. Nước là một chất chữa cháy là rất là thông dụng và có hiệu quả đối với các đám cháy. Nhưng tuy nhiên là đối với những đám cháy thì khác nhau thì chúng ta lại có những cái cách xử lý khác nhau. Và vừa rồi hai đội chơi đều cũng nói rằng là chúng ta không nên sử dụng nước trong đối với những đám cháy xăng dầu. Là câu trả lời này là hoàn toàn là chính xác. Cái thứ hai nữa là chúng ta có sử dụng nước để chữa cháy đối với đám cháy điện đúng không ạ? Mời đội khét lèn lẹt ạ. Cháu thưa chú là không nên dùng trong nước trong đám cháy điện. Tại vì là nước có tính dẫn điện, nó kiểu sẽ khiến cho mình có thể bị giật điện bất cứ lúc nào ấy.
Vâng, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Một trường hợp mà nếu chúng ta chưa biết là đám cháy đấy đã được cắt điện hay chưa thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên sử dụng nước để chữa cháy. Điều đầu tiên là khi mà có cháy xảy ra thì chúng ta cần phải hô hoán cho tất cả mọi người. Cái thứ hai là chúng ta phải tiến hành ngắt điện. Chúng ta sẽ ngăn khả năng là cháy lan từ khu vực này sang khu vực khác. Cái thứ hai là để đảm bảo an toàn cho những người tham gia chữa cháy. Ngoài ra thì chúng ta không sử dụng nước để chữa cháy đối với những đám cháy xăng dầu. Tại vì xăng dầu làm sao nặng hơn hay nhẹ hơn nước? Con thưa chú là vì dầu nhẹ hơn nước nên chúng ta không nên sử dụng nước ạ. Bởi vì nó dầu sẽ lan ra. Xin cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn là hoàn toàn chính xác. Xăng dầu là một cái chất mà nó nhẹ hơn nước. Thế chính vì vậy mà khi mà đám cháy xăng dầu thì chúng ta không nên sử dụng nước để chữa cháy. Tại vì là làm cho đám cháy nó lan rộng ra hơn và cái việc là chữa cháy nó sẽ khó khăn hơn. Và thông qua cái câu trả lời của hai đội vừa rồi được cho đội khét này lẹt là 9 điểm và đội ba chị em xuyên nhà cũng 9 điểm. Như vậy là hai đội của chúng ta đã giành được 9 điểm trong tình huống thứ hai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo, tình huống số 3. Cuối cùng cũng ra được rồi. Bây giờ cả hai đầu đều bị chặn bởi khói. Thì làm sao mà đi ra được đây? Sao? Mai với Trang thì cứ bọn mình nhở? Hả? Chắc là không nên ai cứu mình rồi. À, hay bọn mình cứ quay lại trong lớp đi. Chắc là đóng cửa lại sẽ còn khó chứ không bài vào nữa đâu. Nhưng mà nếu mà như thế sẽ không ai đến cứu bọn mình mất. À, tớ nghĩ rồi. Tranh thủ ấy, lúc mà hai đầu này chưa bị khói che phủ hết ấy, chưa lửa cháy to ấy, thì bọn mình chạy vào đầu này đi. Bọn không mình chạy vào đầu này đi. Như thế thì nguy hiểm lắm. Như thế sẽ bị ngạt khói đấy. Thế bây giờ phải làm sao các cậu nghĩ đi chứ, tớ cũng không biết nữa. Thế nào bây giờ? Tớ làm gì? Thôi cứ theo đuôi của tớ đi, thì chạy thì mới thoát được chứ. Không được, nhưng mà như thế nguy hiểm. Cả hai chặn rồi mà. Làm nào bây giờ? Chẳng nhẽ mình kẹt ở đây mãi hả? Và câu hỏi dành cho hai đội như sau: cần phải làm gì để tránh ngạt khói nếu không may bị kẹt trong đám cháy? 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu ạ. Giây kết thúc rồi ạ. Xin mời phương án trả lời của hai đội ạ. Bọn con xin phép trả lời là bọn con sẽ bỏ dưới sát mặt sàn. Thứ hai là bọn con sẽ dùng khăn nước để bịt mũi lại. Và thứ ba là con sẽ quan sát lối thoát có ít khói nhất để mà thoát hiểm ạ. Vâng, đó là các phương án mà đội khét này lẹt đưa ra khi mà chẳng may chúng ta bị mắc kẹt trong đám cháy và có nguy cơ bị ngạt khói. Và bây giờ xin mời ý kiến của đội ba chị em siêu nhân. Theo đội của chúng con thì chúng ta sẽ dùng một mảnh vải ướt được thấm nước và sau đó che mũi và miệng để có thể tránh ngạt khói ạ. Sau đấy thì mình sẽ vẫn cầm cái tấm vải đấy quý người thấp xuống và đi di tán theo mép tường để đỡ bị hít phải khói ạ. Đồng thời là nhắm mắt nếu mà tự mò đường được ạ. Nếu mà mình đi mà mình gặp nhiệt độ cao thì mình phải quay ngược lại luôn ạ. Đó là những ý kiến của đội ba trẻ em siêu nhân. Xin mời đại úy Nguyễn Khắc Đạt sẽ đưa ra đánh giá của mình ạ. Trong đám cháy thì khói thường có xu hướng như thế nào ạ? Thưa thầy là khói sẽ chủ yếu sẽ bay lên trên và nó sẽ không ngồi sát mặt đất ạ. Nên đấy là lý do mình hay bò xuống ở dưới sát sàn để tránh bị gạt khói ạ. Câu trả lời này hoàn toàn chính xác. Câu trả lời của đội ba chị em siêu nhân thì có nói rằng chúng ta không đi ngược về phía mà có nguồn nhiệt độ cao và khói khí độc. Câu trả lời là hoàn toàn chính xác. Ở đây rất là nhiều bạn ở chung cư nhà cao tầng và nếu trong trường hợp là chúng ta phát hiện cháy trong các cái chung cư nhà cao tầng hiện đại hiện nay thì người ta có bố trí các cái cầu thang bộ hoặc là các buồng thoát nạn để các cái buồng thang bộ và các cái cầu thang bộ này là những cái cầu thang bộ không nhiễm khói. Và khi có cháy xảy ra thì chúng ta có thể là thông qua các cầu thang bộ này chúng ta chạy vào và chúng ta có thể là di chuyển ở phía dưới. Trong trường hợp đúng không ạ? Trong trường hợp mà nếu chúng ta chạy vào cầu thang bộ này và chúng ta có thấy dấu hiệu khói và nhiệt độ nó nóng ở phía dưới thì chúng ta không được phép chạy xuống dưới nữa mà chúng ta sẽ chạy lên phía trên các cái tầng cao, đặc biệt là khu vực sân thượng. Hoặc giả dụ là ta ở trong nhà và không có ai ở nhà mà khi mà chúng ta phát hiện cháy ở khu vực bên ngoài mà chúng ta không thể nào thoát nạn ra được bên ngoài thì ta sẽ nhanh chóng chạy ra khu vực ban công. Nếu mà xảy ra vào ban đêm thì chúng ta có thể là sử dụng các cái thiết bị chiếu sáng, các cái đèn flash để có thể là
thông báo cho mọi người biết liên quan đến cái phần câu trả lời này. Đối với đội chơi khét này lẹt thì thay mặt cho ban tổ chức là anh chấm là 9 điểm. Đội ba chị em siêu nhân là chấm là 8 điểm. Vâng, đã có sự chênh lệch ở điểm số ở tình huống thứ ba này. Xin được chúc mừng cả hai đội. Ngay bây giờ xin mời hai đội chúng ta tiếp tục đến với tình huống thứ tư. Câu hỏi dành cho hai đội như sau. Chúng ta cần làm gì khi quần áo bị bắt lửa? 30 giây bắt đầu. Rồi xin mời ba chị em siêu nhân chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình trước đấy ạ. Con thưa cô và thưa chú là đầu tiên thì mình phải thật bình tĩnh, không chạy để tránh lửa lan lên trên người. Gió sẽ làm lửa to lên ạ. Tiếp theo là sẽ phải cởi quần áo ra nếu mà có thể. Nếu không thì phải nằm xuống đất và mình sẽ lan qua lan lại để cho lửa tắt ạ. Đó là phương án của đội ba chị em siêu nhân. Còn xin mời đội khét đèn led ạ. Con thưa cô là bọn con cũng sẽ là bình tĩnh và không chạy nhảy xung quanh để cho lửa nó to hơn ạ. Với cả là nằm dưới sàn để lăn qua lăn lại. Nếu lửa quá to thì mình sẽ cố gắng để cởi áo ra, không thì nó sẽ bắt vào người ạ. Đó là phương án của đội khét đèn led đưa ra. Và bây giờ thì xin mời phần đánh giá của đại úy Đạt ạ. Câu trả lời này cả hai đội đều trả lời rất là chính xác. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải bình tĩnh. Cái thứ hai là khi mà lửa bén vào cơ thể của chúng ta thì chúng ta không được chạy, vì càng chạy thì càng làm cho ngọn lửa là cháy to hơn. Và chúng ta dừng lại, lăn qua lăn lại làm cho tăng cái diện tích giữa cơ thể và mặt đất, làm cho đám cháy có thể là được dập tắt. Vâng, ở câu trả lời này anh dành cho mỗi đội 10 điểm. Xin được chúc mừng cả hai đội đã giành được số điểm tuyệt đối 10 điểm cho tình huống thứ tư này. Và cũng xin được hỏi thêm đại úy Đạt là nếu như mà chúng ta gặp trường hợp với những người bị quần áo bắt lửa như vậy thì những người xung quanh ấy, chúng ta cần phải làm gì để có thể giúp họ dập lửa? Chúng ta có thể là dùng các cái khăn, cái vải hoặc cái chăn, chúng ta phủ lên người của cái người mà đang bị cháy đó. Sau đó là chúng ta sẽ dùng tay là vỗ vào các cái vị trí mà ngọn lửa nó đang bốc cháy để cho ngọn lửa bị tắt. Và sau khi mà ngọn lửa tắt xong, ta nhanh chóng là sẽ sơ cấp cứu cho những người bị bỏng đó và nhanh chóng đưa những cái người này đến cơ sở y tế gần nhất. Vâng, xin rất cảm ơn ý kiến của đại úy Đạt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống thứ 5, tình huống tiếp theo dành cho hai đội. Thay vì bọn mình tìm người đến cứu bọn mình, tại sao bọn mình không cứu bọn mình đi? Chứ hiểu gì được. Hay bọn mình đi tìm người nguy hiểm đi. Tôi nhớ rồi. Hôm trước ấy, tôi xem được một cái video ở trên mạng là có chú túi nhảy ra khỏi cửa sổ hay nhảy ra khỏi lan can ấy để cứu bọn mình trong đám cháy đấy. Hả? Đi, làm đi. Đi đi đi. Ê, nguy hiểm lắm, nhìn nó cao chót vót luôn ý. Đâu đâu. Không bị sao cho đám cháy thì chắc là cũng sức đầu mẻ chán đấy. Đúng là nhìn xấu mặt thật. Sao mày có được đây? Tao không muốn mắc kẹt đây đâu. Hay là bọn mình treo qua cửa sổ để sang nhà bên cạnh đấy. Tao nghĩ là được đấy. Ừ, đi. Không được. Đâu như thế nguy hiểm lắm. Đâu, đừng mà. Đừng mà. Câu hỏi dành cho hai đội ở tình huống này như sau. Khi đang xảy ra hỏa hoạn thì lối thoát hiểm nào được coi là an toàn? 30 giây bắt đầu ạ. Giờ xin mời ý kiến trả lời của hai đội ạ. Thưa là đầu tiên là nó sẽ tìm đến lối cửa thoát hiểm ạ, và tìm đến lối cầu thang bộ. Còn nếu như mà không tìm được thì các lan can để mà tìm kiếm sự trợ giúp ạ. Ý đó là ý kiến của đội khét đèn led. Còn xin mời đội ba chị em siêu nhân ạ. Dạ, chúng con có hai đáp án, đó chính là thứ nhất đó chính là cầu thang thoát hiểm. Nếu mà chúng ta không có cầu thang thoát hiểm thì chúng ta sẽ dùng các mảnh vải buộc vào với nhau, sau đó thì ra lan can buộc vào các cái thanh
kiểu để chúng ta sau đó đi thả vải xuống và chúng ta sẽ trèo xuống ạ. Và đó là ý kiến của ba chị em siêu nhân. Xin mời đại úy Đạt đưa ra đánh giá. Trước hết thì muốn hỏi đội khét lẹt lẹt là các bạn làm thế nào để biết là cầu thang thoát hiểm? Con thưa chú là nó sẽ có một cái bảng có chữ exit và nó sẽ kiểu có màu xanh ạ. Chúng ta nhận biết được các cái lối thoát nạn bằng cách là gì ạ? Chúng ta quan sát bằng các cái biển exit. Câu trả lời này chính xác, đúng là chúng ta sẽ thoát hiểm bằng các cái cầu thang bộ để ra những cái nơi trực tiếp ra bên ngoài. Hoặc là cái lối thoát hiểm thứ hai đó là chúng ta sẽ chạy ra ngoài bằng các lối ra trực tiếp. Ví dụ như là trong trường học chúng ta sẽ di chuyển từ khu vực tầng 2 qua cầu thang và ra các sảnh chính bên ngoài. Ngược lại là trong trường hợp này nếu chúng ta không thoát hiểm ra được cầu thang bên ngoài mà chúng ta mắc kẹt ở các tầng thì vậy thì chúng ta làm cách nào? Thì ở đội chơi là ba chị em siêu nhân có sử dụng một cái phương pháp đó là vừa dùng các loại vải và buộc với nhau để trèo xuống. Trong trường hợp mà chúng ta gặp sự cố nếu chưa có người đến cứu thì đây cũng có thể là coi được là một biện pháp, nhưng cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy không khuyến khích các bạn sử dụng cái phương pháp này, tại vì phương pháp này là đặc biệt nguy hiểm. Và liên quan đến cái phần này cũng muốn hỏi thêm một các bạn một cái câu hỏi nhỏ nữa, đó là khi có hỏa hoạn xảy ra các bạn có được chạy vào trong thang máy hay không, vì sao? Con chú là không, tại vì là nó trong thang máy thì nó có thể ngắt điện bất cứ lúc nào và nó cũng có rất là dễ bắt lửa. Xin mời đội ba chị em siêu nhân bổ sung thêm. Bọn con cho rằng là không nên sử dụng thang máy khi đang có đám cháy, tại vì là lúc đấy thì thang máy nó có thể dừng bất chợt, trong người kẹt ở đấy thì cũng không thoát ra được, với cả có thể dễ dính cháy, với cả là trong đấy có thể là sẽ không có oxy nữa. Khi mà chúng ta thoát nạn thì chúng ta phải chạy vào cầu thang bộ. Đây là những cái khu vực mà sẽ không có khói. Và đồng thời thì ở những cái nơi mà cao tầng thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không chạy vào cầu thang máy. Tại vì khi có cháy thì bộ phận của tòa nhà sẽ nhanh chóng là sẽ cắt điện của cầu thang máy. Và nếu không may chúng ta chạy vào thang máy và bị cắt điện thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở lại. Trong cái khu vực giếng thang máy là những cái nơi mà khói có thể lan truyền nhanh nhất. Chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của chúng ta. Ở phần thi này cho đội ba chị em siêu nhân là 10 điểm và đội khét này lẹt là 9,5. Xin được chúc mừng cả hai đội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo. Ê ơi, khó thế này, khó thở thật đấy. Khó thở. Ôi trời ơi. Hai bọn mình đi khom lưng một tí đấy các cậu. Khom lưng? Khom lưng làm cái gì? Trời ơi, khom lưng. Phải đi nhanh lên đi chứ. Anh Nguyên thì mới thoát được khỏi đám khói. Này chú, đi không lưng như cậu thì làm sao mà đến được. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Tại sao phải cúi thấp người khi đang di chuyển trong đám cháy? 30 giây bắt đầu ạ. Xin mời hai đội đưa ra phương án của mình ạ. Con thưa cô là nó sẽ có hai lý do. Một là để tránh khói, là tại vì khói sẽ có xu hướng bay lên cao. Còn thứ hai là sẽ làm tránh tình trạng bị bắt lửa và bị ngạt khói ạ. Còn ba chị em siêu nhân thì thế nào ạ? Ý kiến là sao ạ? Khi mà cháy thì khói thường có xu hướng là sẽ bay lên cao, nên là lúc mà gặp cháy thì mình nên đi khom người lại để thứ nhất là tránh khói. Đồng thời thì dáng thế thì lưng có thể che cho mũi tránh hít phải khói và khói hít đỡ vào mắt. Đó là ý kiến của ba chị em siêu nhân. Vậy thì còn ý kiến đánh giá của đại úy Đạt thì thế nào ạ? Câu trả lời của hai đội thi là hoàn toàn chính xác. Vâng, ở câu trả lời này thì xin phép là cho mỗi đội là 10 điểm. Liên quan đến cái phần thoát nạn này thì sau đây thì anh xin mời là mỗi dãy cử lên 10 bạn. Giả dụ có một cái tình huống cháy xảy ra tại khu vực là tầng 2 của trường học Edison. Thế thì khi phát hiện ra đám cháy có rất nhiều khói khí độc thì chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực an toàn. Vâng, sau đây thì các bạn sẽ di chuyển và thoát nạn theo hướng dẫn của đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Xin mời đồng chí thực hành. Thôi, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ chuẩn bị một khăn mặt ạ, và chúng ta sẽ thấm ướt bằng nước ạ, và chúng ta sẽ thực hiện ạ, che cơ quan hô hấp chúng ta gồm là gì ạ? Miệng và mũi ạ. Nhớ ạ, chỉ miệng và mũi thôi ạ. Đừng có các bạn nào mà che cả mắt ạ. Che cả mắt là chúng ta sẽ không nhìn thấy gì đâu ạ. Chúng ta thực hiện ạ, che mắt mũi chúng ta và tiến hành ạ, khom lưng ạ.
và đi sát theo tường và để đi ra cửa thoát nạn. Cảm ơn các bạn của trường phổ thông Liên Cấp Edison đã phối hợp với các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện một cái công đoạn, tức là chúng ta sẽ thoát hiểm trong đám cháy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Vâng, vừa rồi chúng ta đã trải qua phần thi khám phá và các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã được trang bị thêm rất nhiều các cái kiến thức, kỹ năng rất là thiết thực khi mà chúng ta chẳng may gặp hỏa hoạn. Và xin được chúc mừng cả hai đội cũng đã hoàn thành xuất sắc ở phần thi này. Và ngay bây giờ, chương trình xin được công bố số điểm ở phần thi khám phá của hai đội như sau. Đội Khét Đèn Lẹt với số điểm là 56,5 điểm. Và số điểm của đội Ba Trẻ Em Xu Nhiên đạt được đó là 57 điểm. Xin được chúc mừng. Phần thắng hiện tại đang nghiêng về đội Ba Trẻ Em Siêu Nhân. Số điểm chênh lệch không đáng nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn rất nhiều các phần thi ở phía trước nữa. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn Đại úy Nguyễn Khắc Đạt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tham gia rất là tích cực ở phần thi này. Xin được trân trọng cảm ơn. Chào mừng quý vị, các bạn và các em đến với trò chơi kết nối. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi ai nhanh ai khỏe. Vâng, cho công tác phòng cháy chữa cháy thì không chỉ chúng ta phải thật là nhanh nhẹn, bên cạnh đó chúng ta cần phải có sức khỏe dẻo dai thì mới thực hiện tốt được trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ đến với trò chơi ai nhanh ai khỏe. Và luật chơi như sau: mỗi một người sẽ thực hiện kẹp một quả bóng bằng hai chân của mình, bắt đầu từ điểm xuất phát về với điểm đích và sẽ đặt trái bóng trên chiếc ghế có sẵn ở đó. Và nhiệm vụ của thành viên là chúng ta sẽ phải ngồi xuống để làm vỡ trái bóng. Và trong thời gian 5 phút, nếu như mà đội nào mang được nhiều trái bóng hơn và làm vỡ được nhiều trái bóng hơn thì sẽ giành phần thắng ở trò chơi ai nhanh ai khỏe này. Và bây giờ thì xin mời hai đội chúng ta cùng trở về vị trí ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Cho hai đội ở trò chơi ai nhanh ai khỏe đã kết thúc rồi. Với một cái thể lực rất là tốt, mặc dù trái bóng với kẹp vào chân, tuy nhiên thì rất là nhanh các bạn mang trái bóng về đích. Cả hai đội đều giành được 13 trái bóng. Và như vậy là hai đội chúng ta đều ghi được 10 điểm. Xin được chúc mừng hai đội. Và ngay bây giờ tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với trò chơi mang nước bằng ba chân. Các đội của chúng ta sẽ chia thành các cặp ạ. Và trong quá trình di chuyển, chân trái của người này sẽ buộc vào chân phải của người kia, sẽ tạo được thế là ba chân. Và với thời gian là 5 phút, nếu như mà đội nào đổ được nhiều nước hơn sẽ giành phần thắng ở trò chơi mang nước bằng ba chân. Các đội đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Thank you.
hết rồi ạ. Và chỉ trong ít phút thôi thì hai chậu nước ở phía đích của chúng tôi cũng đã đầy rồi. Và theo như quan sát của chương trình thì đội ba trẻ em siêu nhân các bạn đã làm đầy chậu nước trước. Đội ba trẻ em siêu nhân đã giành được 10 điểm. Và đội các bạn đã giành được 9 điểm. Tôi được chúc mừng. Vâng, thưa quý vị các bạn và các em, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số điểm của hai đội trong các phần thi ngày hôm nay. Số điểm dành cho đội Khét Đèn Lẹt đó là 75,5 điểm. Xin được chúc mừng. Và số điểm của ba chị em siêu nhân giành được đó là 77 điểm. 77 phần thắng đã thuộc về đội ba chị em siêu nhân. Xin được chúc mừng. Và ngay bây giờ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời Đại úy Phạm Hồng Đăng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên. Trân trọng kính mời ông Lại Xuân Tùng, Tổ trưởng Tổ Phòng cháy Chữa cháy Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark. Trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Edison, và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Duyên, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Edison sẽ lên tặng quà cho các đội chơi. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và các bạn nhận biết những mối hiểm họa tiềm tàng xung quanh và cách xử lý các tình huống để đảm bảo an toàn, đó là những gì mà chúng tôi đã muốn thực hiện trong chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên. Xin được cảm ơn Trường Phổ thông Liên cấp Edison đã phối hợp thực hiện chương trình này. Và tới đây, chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị, các bạn và các em trong chương trình sau. Tạm biệt.